Chào các bạn, Giao Du hôm nay làm clip này là buồn thật sự luôn. Như các bạn đang xem mình đã biết, mình đã có thông báo bị hư mic đúng không? Mình suy là như thế nhưng đời lại không như là mơ rồi các bạn ơi. Chuyện là mình có mượn cái tai phone của thằng bạn và cắm vào máy tính. Điều bất ngờ đã xảy ra. Nó nghe được, nhưng nó cũng không thu mic dù cắm vào điện thoại xài vẫn ngon cơm. Lần này mình suy ra là các âm thanh mic của mình đã toang thật rồi ông cháu ơi. Bây giờ không có mic thì mình không biết làm content nào luôn. Vì hướng dẫn qua giọng bị Google khó diễn tả mà tốn thời gian lắm, nên dạo này clip mình đăng toàn lúc nửa đêm hoặc sáng sớm không à. Tôi không hiểu luôn nó nổ cái đùn đó là nó nổ các âm thanh của tôi. Khoang các âm thanh và mic là riêng hay chung vậy? Tôi vẫn luôn ấp ủ nhiều dự án mới nhưng phải tạm ngưng. Sắp tới tôi sẽ làm mấy cái fix lỗi giả lập với setting nha. Cảm ơn các bạn luôn theo dõi và đồng hành cùng tôi. Tạm biệt.